vị thân mến, chào mừng quý vị đang đến với đêm bán kết cuối cùng của chương trình Ca sĩ giấu mặt mùa thứ ba. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là đêm nay chúng ta sẽ phải tìm ra hai thí sinh cao điểm nhất đêm nay và thí sinh về nhì cao điểm nhất trong ba đêm bán kết. Hai đêm trước, bán kết 1 và bán kết 2, chúng ta đã tìm thấy được Phùng Tuấn Phong của đội Đàm Vĩnh Hưng và Phương Nga của đội Hồ Quỳnh Hương. Đêm hôm nay là một đêm có thể nói là đêm trữ tình, một đêm tôn vinh những bài hát trữ tình. Chúng ta không biết thí sinh nào sẽ chiến thắng, nhưng chắc chắn những giai điệu ngọt ngào, những lời ca vô cùng sâu lắng sẽ đưa chúng ta trở về một miền ký ức thuộc về mỗi con người cảm nhận. Và kính thưa quý vị, thí sinh chiến thắng ở đêm chung kết sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 300 triệu đồng. Ngay sau đây, chúng ta cùng gặp gỡ và lắng nghe những danh ca, những giọng ca đi vào huyền thoại. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nhớ khi xưa là nhau chung một đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thật khi đêm sang đom đóm đông đưa, giờ nàng đã phụ trường đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá hai hôm sau mới giáp đưa thư, nàng nhận như làm. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng cầm, chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn trúng nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt đến bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Người từ là từ phương Bắc đã qua
Sơn Tuyền. Và cũng không quên cảm ơn sự hỗ trợ vừa rồi của Vũ đoàn Phương Việt. Như tất cả chúng ta đã biết, đã có hai thí sinh lọt vào chung kết. Đêm nay chúng ta sẽ tìm một thí sinh cao điểm nhất, sau đó sẽ đi tìm người về nhì cao nhất sẽ giành tấm vé thứ tư. Và luật chơi cũng vô cùng đơn giản, tất cả mọi người đều biết. Chúng ta sẽ có
tất cả là 5 thí sinh, họ sẽ bước vào trong ô cửa nửa bài đầu hát, chúng ta bắt đầu bình chọn. Sau khi họ kết thúc nửa bài còn lại họ sẽ bước ra đây trình diễn và kết quả sẽ có ở phần cuối chương trình. Ngày hôm nay thì chúng ta có một đêm nhạc gọi là trữ tình, cái phần mà gọi là nồng nhiệt, cháy bỏng, mãnh liệt, dữ dội nhất là thuộc về anh Ngọc Sơn. Anh Sơn, vừa rồi là cái những cái giai điệu là vui nhất là đến từ cái phần của anh. Thì cái đó là mình đã chọn lựa cái bài đó là mình phối nhạc lại là anh tự làm rồi anh tự nhảy cái đó luôn hả anh Sơn? Tất nhiên Ngọc Sơn sáng tác rất là nhiều bài hát mới. Nhưng mà cái bài này là bài kỷ niệm, bài một trong những ca khúc đầu đời của Ngọc Sơn, Lòng Mẹ, Giận Hờn và Nhớ Về Em. Cảm ơn anh rất là nhiều với cái phần chia sẻ vừa rồi. Ngày hôm nay chúng ta có 5 ca sĩ và có thêm 195 khán giả tại đường quay sẽ là những giám khảo công tâm nhất, sẽ lắng nghe nửa bài đầu, sau đó bình chọn là giống hoặc là không giống. Sau đây chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên là thí sinh Yến Chi của đội Danh Ca Phương Dung. Chiều nào xòa tóc ngồi bên giang. Sai rồi. Chiều nhá chứ không phải chiều. Chiều nào xõa tóc ngồi bên rèm. Chữ rèm đừng có rèm, đừng có vậy. Khi mà được làm việc với cô, được nghe cô dạy rồi cô chỉ những cái sai của mình, thì mình cảm thấy là từ trước giờ mình tập á thì toàn như giống như là cái thói quen. Mình cứ nghe người này hát cái kia hát rồi mình cứ bắt trước à. Nhưng mà khi mình nghe một danh ca dạy mình thì mình thấy là thì ra là mình còn xa nhiều quá, mình còn phải học hỏi nhiều. Chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm. Rất là nhẹ chứ không phải là hả miệng ra rồi kéo dài cái đó không được. Cô Phương Dung là một người thầy rất là khó tính. Chính vì vậy cho nên mình rất là lo lắng. Tại vì mình cũng còn trẻ cho nên là cũng không có hiểu được cái chiều sâu về cái dòng nhạc bolero này. Thì khi cô chỉ dạy cho mình thì mình lo lắng, căng thẳng nhưng mà mình cũng thấy vui và hạnh phúc lắm vì được một người thầy giỏi, chuyên nghiệp như vậy dạy mình. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hết rung chưa? Dạ con. Còn luôn hả? Nhưng mà ở trong kia nó không thoải mái bằng bước ra đây hát đúng không? Dạ. Anh thấy ra đây thì tự tin hơn rất là nhiều. Mình đi hát rồi mình phải dạng hơn các bạn khác chứ. Được hát cho các cô chú danh ca cái rung. Giờ cô chú rung luôn á. Mười lắm thôi hả? Thôi bây giờ vậy không có gì rung hết. Bây giờ thi đã xong rồi, còn thắng hay thua thì để số phận định đoạt ở phần cuối chương trình. Bây giờ sẽ có người lên đây đứng chung với em, hát chung với em, nhìn em, nắm tay em. Phần song ca của Yến Chi và Danh Ca Phương Dung. Đường trần tôi đêm, từng nhịp bước lẻ loi,
Cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn cặp song ca. Tuy cách nhau về tuổi tác nhưng mà rất là hòa hợp. Rồi đó, bây giờ là hát một mình nó hơi sợ đúng không? Nhưng mà bây giờ hát chung thì đâu có gì đúng không? Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn cô rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ là một thí sinh đến từ đội của nam ca sĩ Mạnh Đình, thí sinh Lưu Quang Bình. Đợt bán kết sắp tới, Mạnh Đình mong rằng người học trò của Mạnh Đình sẽ là một người mà Mạnh Đình cũng đã đi tìm từ bao nhiêu lâu nay. Thì hôm nay Mạnh Đình đã chọn được một người học trò để tiếp bước theo Mạnh Đình theo con đường nghệ thuật. Khi mà em bắt đầu bước chân vô cái tân nhạc này thì em phải tưởng tượng rằng là em không phải là người miền Nam nữa. Em phải tưởng tượng em không phải người miền Nam nữa, em phải là người miền Bắc. Tại vì hát tân nhạc bắt buộc phải phát âm bằng tiếng Bắc. Ví dụ chẳng hạn như là chị Phương Dung, chị nói bên ngoài tiếng Nam rất là rạch. Hoặc là chị Hương Lan, nói mấy chị ở ngoài nói tiếng Nam đó. Nhưng mà bắt đầu nhạc vô một cái là bắt đầu mấy bà chuyển sang tiếng Bắc liền. Em phải học cái đó. Nếu mà Quang Bình mà được thắng trong cái đêm sắp tới, không những Quang Bình mà đến anh ấy nè, cũng sướng lên vì mình đã chọn được một người học trò. Và mình đã luyện được cái người học trò đó đã tới nơi tới chốn. Giám khảo đang bàn tán rất là xôn xao, đặc biệt là anh Ngọc Sơn bàn qua bàn lại liên tục. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn, xin mời. Thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Bây giờ xin mời ý kiến đầu tiên từ danh ca Phương Dung. Xin cảm ơn Trường Giang và xin chào tất cả khán giả của đại gia đình ca sĩ Dấu Mặt. Chị Phương Dung không đồng ý với Mạnh Đình một điểm. Mạnh Đình nói là người Bắc hát rất chuẩn và người miền Tây hát sai. Có, nhưng mà người Bắc cũng có hát sai. Kỳ đó chị chấm ở dưới miền Tây thì các em hát như thế này nè. Anh đi gừng chưa thay lá, anh về gừng lá thay chưa. Rồi chị chấm một người nữa. 15 không gặp tường tình đã nở. Nhưng mà cái em này hát bữa nay để bắt chước Mạnh Đình á, nghĩa là giống 90%. Ôi trời ơi, sướng quá. Anh sao, anh sao, anh nãy nói sao? Nói chung là giọng ca này hát giống thật.
tất nhiên bạn photocopy thì nó phải khác chứ, chẳng lẽ giống 100% được. Nhưng mà giọng ca này hát nghe ok đó. Và anh đã chọn là giống. Giống đó, giống giọng Mạnh Đình đó. Dạ, cảm ơn anh. Gia Linh của cô có chọn giống không ạ? Gia Linh cũng thấy giống Mạnh Đình. Nhưng mà Mạnh Đình có một cái lối hát rất là êm. Mỗi một cái lần mà Mạnh Đình nhả chữ, cái chữ rất là nhẹ nhàng và tròn chữ. Thì Gia Linh hy vọng rằng học trò của Mạnh Đình sẽ học thêm những cái hay của Mạnh Đình. Nha Mạnh Đình nha. À, cảm ơn chị nhiều. Hát rất giống Mạnh Đình. Chị Xuân Tuyền thân mến, chị đã chọn nút ok hay nút không ok? Chị thấy rất là ok. Nếu mà Lưu Quang Bình mà điệu thêm một chút nữa, thật là tốt. Tại vì Mạnh Đình có cái giọng hát rất là sắc bén, nhưng mà trong cái sắc bén nó hơi điệu. Anh là hát điệu luôn hả? Không phải em. Trong cái tiếng hát của anh nó hình như nó điệu, nhưng mà anh thì không điệu. Bây giờ nửa bài hát còn lại, chúng ta sẽ chờ xem là Lưu Quang Bình hồi nãy giờ đã nghe rồi. Lưu Quang Bình không cần điệu, nhưng mà trong giọng hát phải có chút điệu. Nhạc phẩm Trúc Đào. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta vững ngọn trúc đào bơ vơ. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt rất là nhiều. Cái bài này tập lâu không? Dạ khoảng 2 tuần rồi. Có bị cái tình trạng là lúc nào cũng nhắm trong miệng không? Dạ. Làm là hôm vừa rồi là em bị viêm họng cấp, nhưng nên không có tập được nhiều, nhưng mà lúc nào trong đầu cũng nhắm. Có khi nào đi chơi với người yêu mà đang uống cà phê, tại vì hai đứa xa nhau. Nhắm nghe chửi không? Chưa có đến mức độ đó. Chưa đến mức độ rồi hả? Nhưng mà đi tắm có lẩm nhẩm không? Dạ, dạ có cô. Đặc biệt những người mà thích hát là luôn hát trong toilet nhiều nhất. Nhưng mà nếu mà ở nhà riêng thì được, chứ chung cư là không được. Chung cư là cái bình thằng xóm người ta chửi liền. Em bị hoài. Nhưng mà hôm nay là coi như là xong rồi đó. Ok, giám khảo gật đầu bấm ok là xong. Điểm số phần cuối mới biết được. Còn bây giờ sẽ là màn song ca giữa Mạnh Đình và Mạnh Chùa. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ. Chiều một mình đi phố, hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quen em nhưng ngại đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn làm sao với được em. Những khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn
sân, không hận sầu, không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn, quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cây đắng người ơi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cây đắng người ơi. Như vậy là trò đã không trả lại sách vở cho thầy rồi. Anh hài lòng ngày hôm nay chứ anh Mạnh Đình? Hài lòng. Cảm ơn hai thầy trò rất là nhiều. Cảm ơn Mạnh Đình và Lưu Quang Bình rất là nhiều. Nãy giờ ở dưới có một nghệ sĩ cứ ngóng lên, không biết chồm tới chồm lui hay là mắc hát quá rồi. Chúng ta cùng đến với của đội danh ca Sơn Tuyền. Từ khi mất nhau rồi, tim tôi thành sỏi đá. Đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, nghe hồn như dòng suối trôi vào khoáng vắng hư vô. Vết thương trong hồn đã như khô. Người ơi mấy ai ngờ, ra đi rồi là hết. Ra đi là vùi chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sống tôi bên nhau. Những đêm tâm sự tay gối đầu, ai ai bao thời gian không biến đổi. Khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi, hỡi người ơi. Cầm tay tôi mãi không rời, ôi lời nói ngọt ngào trên đầu môi. Tôi hiểu thời gian như cánh nhỏ, chim trời một khi khôn lớn bay đi với mộng mơ. Tôi hiểu xưa tôi quá tin đời, nên giờ tình mang theo làm hành lý. Tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổ, ghi vào trong nhật ký như là vết tích yêu đương. Bước đi âm thầm với phong sương, và xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lừa dối. Nhưng khi người đành tâm chối bỏ, ân tình tôi còn giữ như một thoáng nắng mong manh, chút hương kỷ niệm hai đứa mình. Chúng ta sẽ có 5 giây để bình chọn, xin mời. Thời gian dành cho việc bình chọn đã kết thúc. Sau đây sẽ là ý kiến đầu tiên từ anh Ba Ngọc Sơn. Anh đã chọn giống hay không giống, và anh thấy cái giọng hát vừa rồi như thế nào ạ? Wow, cái giọng hát này khá tốt coi nha chị hả? Phải nói là hát rất là chuyên nghiệp. Giả giọng của Sơn Tuyền không có bị rung, không bị khớp ở chỗ nào hết á. Dạ. Giọng ca rất là đẹp. Tự tin. Nói chung là tự tin. Tất nhiên thì với bản chính thì âm sắc của Sơn Tuyền chắc hơn. Mời cô Giao Linh ạ. Đây là một giọng hát giống nhất từ hồi nãy tới giờ. Dạ. Em có một cái lối hát rất là tự tin. Mặc dù có những cái sắc bén giống như Ngọc Sơn nói ở cái giọng hát của Sơn Tuyền thì em không có, nhưng mà em hát rất là hay, Giao Linh rất là thích. Mạnh Đình thấy sao ạ? Nếu mà gọi là một cái phiên bản, một bản copy, thì là cái bản copy này mực cũng khá đầy đủ. Cái giọng của chị Sơn Tuyền nó đã rất là bén, rất là sắc. Thì em này thì lại có những cái nốt này lại hơi trầm. Nhưng mà nói chung là những cái lúc mà những cái đoạn lên cao của em có những cái rất giống chị Sơn Tuyền. Cô Phương Dung, mời cô cho ý kiến đi ạ. Cô bấm rồi. Thích.
Thích, thích. Tại vì có thể nói là gần 100% giống Sơn Tuyền. Chỉ có những cái câu vuốt á thì chưa nhẹ bằng của Sơn Tuyền thôi. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà rất giống. Rất giống, cảm ơn cô. Bây giờ chị Tuyền nói một câu là chị có hài lòng với cái phần trình diễn vừa rồi hay không? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chúng ta hãy chờ xem phần trình diễn nữa còn lại khi bước ra ánh sáng giống hơn tới mức độ nào và chúng ta sẽ hài lòng hơn tới mức độ nào. Xin mời nửa bài hát còn lại. Ai ai bao thời gian không biến đổi, khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi, hỡi người ơi. Trên đầu môi tôi hiểu thời gian như cánh nhỏ, chim trời một khi khôn lớn bay đi với mộng mơ. Tôi hiểu xưa tôi quá tin đời nên giờ sống lẻ loi, còn đôi lá thư tình mang theo làm hành lý, tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổ ghi vào trong nhật ký như là vết tích yêu đương, bước đi âm thầm với phong sương. Và xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lừa dối, nhưng khi người đành tâm chối bỏ, ân tình tôi còn giữ như một thoáng nắng mong manh, chốt hương kỷ niệm hai đứa mình, chốt hương kỷ niệm hai đứa mình. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Múa quá đẹp, hát quá giống, còn gì mà chê nữa. Mình tập có khó khăn không? Dạ, cũng khó, là phải chú ý rất là nhiều những cái luyến lấy cũng như là những cái kỹ thuật mà cô Sơn Tuyền thể hiện trong ca khúc này. Cái bài này ai chọn cho mình hay là mình tự chọn? Dạ, em tự chọn á, tại vì bài này em cũng rất là thích. Bây giờ chúng ta sẽ mời lên sân khấu cái người mà đã chỉ những cái khó khăn nhất để mà giả giống mình. Danh ca Sơn Tuyền. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từ hàng rơi, gác nhỏ đèn le lôi bóng dáng in trên. Chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư sâu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo, ai cành dài nghe vui vui. Mưa lên phố nhỏ con đường rồi ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi trót người những hình ảnh của tim và lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thích đi trong niềm vui và đêm giờ cuối cùng. Cảm ơn cái phần song ca.
hai chị em như một, hai người khác nhau như là một giọng. Giống như là cô Giao Linh nói là từ đầu tới giờ đây là thí sinh có giọng giống nhất, và bây giờ sẽ là thí sinh của đội danh ca Giao Linh. Tôi muốn lên để được hát trên sân khấu lớn, được nắm tay cái thần tượng của mình nữa. Đó là một cái niềm vinh hạnh lớn lắm đối với tôi rồi, hạnh phúc lắm rồi. Rồi còn cái phần mà mình chiến thắng á, thì mình có điện nhắn tin cho ông xã. Mình chỉ nói rằng em cảm ơn anh và con đã ăn bụi bao nhiêu buổi để em giống như là tối hay đi tập á. Trong cái đêm thi bán kết sắp tới là mẹ phải thực sự hết sức bình tĩnh, không có gì phải áp lực hết, vì cái này là để mẹ thỏa cái niềm mơ ước của mình được đứng trên sân khấu. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, góp mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đau bóng người thương cô nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đời. Môi nói niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sơ. Chúng ta có thể thấy là khán giả ủng hộ rất là nhiều. Sẽ có bao nhiêu lượt bình chọn? Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin hỏi chị Sơn Tuyền là chị thấy cái đây có phải là đối thủ thí sinh của chị không? Cái này là nặng ký á. Nặng ký á. Cái này đối thủ, cái kia 100, cái này 101. Rồi cái này sao mà tiền nhắm mắt tôi nghĩ là chị Giao Linh hát chứ không phải là phải công nhận rồi. Chị ơi sao mà tuyệt vời quá. Anh ba thấy sao anh ba? Giọng ca này, anh thấy giọng ca này ca cũng khá là giống, nhưng mà độ đặc biệt thì không có cao lắm. Mình phải nghĩ cái đường trường nữa. Em nên tập trung thêm cái công lực, tại vì hát bị monotone. Giọng của nữ danh ca Giao Linh, do âm sắc, mặc dù độ trầm rất là trầm nhưng âm sắc rất là sắc, không bị mờ. Giọng ca này thì nếu em có vào tiếp nữa thì em hãy phát huy thêm. Xin mời cô Phương Dung ạ. Giọng hát này nếu mà nói giống cô Giao Linh thì 70% thôi. Tại vì trong một cái câu có vài chữ giống, chứ không giống bằng cô Ngọc Hương, giống Sơn Tuyền. Và một cái điều nữa đó là cái câu mà đau bóng người xưa đó, để ý cô Giao Linh hát rất chuẩn. Đau bóng người xưa, yeah. Chứ không có đau bóng được, yeah. Có nhiều chữ cổ còn sai. Anh Mạnh Đình ạ. Như anh cũng vừa mới nói với lại chị Phương Dung là cô này hát rất là chuẩn, cái tiếng hát của cô rất là chắc. Nhưng mà nếu mà nói là giống thì anh không thấy giống lắm. Có một vài nét thôi, là vì giọng của chị Giao Linh có những cái lúc mà chị lên cao á, cái nó có rất là bén, cái tiếng trap nó rất là nhiều. Dạ. Cô này thì trầm hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nửa bài hát còn lại.
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân với sự trình bày của thí sinh Quế Nương. Đã lỡ thời gian nào bồi xóa kỷ niệm đâu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ dậy giúp trời mưa bỗng nghe mặn môi nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân u sầu nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân u sầu nỗi niềm chuyện tâm người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân u sầu. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình năm nay có một điều rất tự hào là những thí sinh tham gia chương trình trẻ có, trung niên có, thanh niên có, và đặc biệt đây cô nương, một người rất bận bịu công việc, có gia đình, có tất cả mọi thứ, nhưng sẵn sàng hy sinh, gọi là mẹ tham gia cái điều mà mẹ mơ ước là đứng trên sân khấu hát những nhạc phẩm trữ tình, những nhạc phẩm đi vào lòng người. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình hỏi luôn là tập chắc căng thẳng hơn Lúc mà mình tập thì cũng cố gắng thu xếp thời gian ngồi nghe giọng chị Linh hát hoài à. Mà đã yêu thích từ hồi nhỏ lắm. Mê lắm. Đúng rồi, mê chứ. Chứ đẹp nữa. Đẹp nữa. Cũng đâu có đẹp gì đâu. 17 tuổi là bị ông xã dòm rồi. Cũng đâu có đẹp gì đâu. Đúng như cô Duy Linh nói hồi nãy là giọng của cô là rất là hay. Hồi nãy khán giả vỗ tay rất là nhiều, có nghĩa là người ta yêu thương. Rồi bây giờ mình thoải mái rồi. Cái số điểm sẽ công bố phần cuối chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần song ca giữa danh ca Giao Linh và thí sinh Quế Nương. Suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Nỡ tôi tan đời ai không một lần, quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói
tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đầu tiên ghi thương một đêm. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Xin chân thành cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của cô Giao Linh và cô Quế Nương. Thí sinh cuối cùng trong đêm hôm nay đến từ đội của danh ca Ngọc Sơn, thí sinh Lâm Ngọc Khang. Khi là theo học là một đoàn Sơn thầy dặn các con là con nói cái tức là chữ hiếu về đạo đức của cha mẹ, thứ hai là biết tôn sư trọng đạo, thứ ba là biết đối nhân xử thế để mình hoàn thiện để thành người tốt, để cho cái tiếng hát mình thơm, nó truyền đến cái hơi thở cái tiếng hát của mình, cái trí tuệ, cái tình yêu của mình được đại diện để yêu mến mình toát ra cái lời âm thanh mình để mãi ngàn sau. Trước hết mình phải tu rèn đạo đức mình trước. Thôi thầy dạy gì con gì thôi, cố gắng thôi, bây giờ tới giờ rồi con hãy ra đi và hãy cố gắng nha. Em ơi thức trọn đêm nay, mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngào. Nghẹn ngào cho lệ hoen mi, cho lòng thêm khổ khi đã hiểu rồi. Mai đây xa cách phương trời, tình chia hai lối em có buồn không? Yêu em anh khổ thật nhiều, mà anh không trách rằng em phụ tình. Cành vàng phải từ lâu son, còn anh thì vẫn tay trắng tay hoài. Mơ chi gác tia son vàng, nên nay anh đứt ruột nhìn nàng ra đi. Đêm nay trăng sắp tàn trên phố nhỏ, những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau, anh xin gửi lại em. Em ơi hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô, nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá dài khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Thưa quý vị là khán giả vỗ tay rất cuồng nhiệt, mời tất cả bình chọn. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin hỏi chị Sơn Tuyền, đây có phải là đối thủ nặng ký với thí sinh của chị không? Tuyền thì nhận xét cái giọng của nam ca sĩ Ngọc Sơn á, thì có cái độ rất là đặc biệt, cao mà xuống thì rất là rõ lời, phát âm rất là chuẩn và rõ. Còn em trai hát thì ông thầy ơi, ông thầy chỉ lại cho học trò đi. Tại vì có những câu phát âm không có chuẩn, như là tình chứ không phải là tèn. Và cái giọng hát thì chỉ giống 60% thôi. Xin mời cô Giao Linh ạ. Cũng giống như Sơn Tuyền nói, thì Giao Linh cũng thấy giống khoảng 60-70%. Tại vì Ngọc Sơn có một cái giọng hát mà khi mà cần hát mạnh thì Sơn hát hết mình, và khi cần bỏ nhỏ thì Sơn bỏ nhỏ rất là hay. Không phải ai mà cũng có thể bắt chước Ngọc Sơn cái luyến lái đó đâu. Cô Phương Dung đồng ý là không giống lắm. Tại vì cái độ cao của Ngọc Sơn rất khó có người bắt chước được. Cái đó là thiên phú rồi. Dạ. Nếu mà nói cái nội lực truyền cảm, cái điêu luyện
của nhiều năm trời cho Ngọc Sơn, khó ai bắt chước. Cảm ơn cô. Xin mời anh Mạnh Đình ạ. Anh lại thấy rằng là cái luyến lấy thì coi như là cũng gần như là dập ông thầy. Nhưng mà đối đúng là cái thật sự ra là cái truyền cảm của bài hát em chưa có đặt cho nó kiểu như là nó được trọn vẹn như là ông thầy. Dạ. Ngọc Sơn chắc chưa tập tạ nhiều bằng thầy nè. Đây xin mời anh Ba phát biểu ý kiến về cái phần trình diễn vừa rồi. Tại vì giả giọng Ngọc Sơn thì nói thật, vừa nói về mình thì nó thực sự nó khó. Nhưng mà với giọng ca này mà hát cái ca khúc này, dù giống được bao nhiêu nhưng mà cả nhà nghe có hay không? Hay đó, được rồi, vậy thôi, nè, ná thôi. Nó không phải giống hết được, nhưng mà giọng hay là đi thi là ca sĩ phải có giọng, mà giọng hát phải hay đã, chứ không phải giống hoàn toàn được. Nhưng mà giọng hát thì tốt thôi. Hôm nay thì thầy cũng chúc mừng con đã thành công với ca khúc Tình Dại Khờ của thầy. Dạ, ở đây khán giả rất là thích thì có khả năng là giám khảo không thích, nhưng vì khán giả thích đều chọn thì cũng có thể bước vào chung kết. Điều đó cũng là nhờ một sự may mắn nữa. Và bây giờ Lâm Ngọc Khang sẽ chứng tỏ cái điều mà khán giả lựa chọn là đúng hay sai bằng việc bước ra đây và trình diễn nửa bài hát còn lại thật xuất sắc. Xin mời Lâm Ngọc Khang. Đêm nay trăng sắp tàn trên phố nhỏ, những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau, anh xin gửi lại em. Em ơi, hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô, nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá dại khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Cảm ơn Vũ Đoàn, Phương Việt. Bây giờ hỏi thiệt, trả lời thiệt luôn nè. Hồi nãy là đứng trong kia hát là hơi rung đúng không? Dạ, cũng hơi rung. Tại sao lại rung? Phải học thầy mình chứ. Mỗi lần ông thầy cũng ra là sân khấu banh hết. Ông thầy mà hát mà biểu ông đứng trong căn hộp đó là ông đạp cửa ông đi ra luôn. Dạ. Cái câu mà giống á là cái câu mà yêu em anh quá dậy khờ, trèo cao té nặng là chữ quá, và chữ té là ông thầy hát mạnh lắm. Rồi lấy hơi hát. Yêu em anh quá dại khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. À, có rất nhiều bài anh Sơn sáng tác và hát rồi dễ hơn, sao không chọn lại chọn bài này? Em chọn bài này là tại vì cái bài này là nó đi vào lòng người, với lại cái điểm nhấn của thầy nó rất là đặc biệt. À, em muốn được cái chỗ phát huy được cái đặc biệt, cái điểm đặc biệt đó để người ta nhớ đó. Học tài thi vận, định mệnh sẽ gọi tên ai, chúng ta sẽ có trong vòng vài phút nữa thôi. Sau đây là màn song ca nhạc phẩm Gái Quê với phần trình bày của danh ca Ngọc Sơn và Lâm Ngọc Khang. Gái quê, gái nghèo già quê, vốn thật hiền ngoan ăn nói nhẹ nhàng. Gái quê đức hạnh đoan trang, sớm chiều đảm đang mưa nắng em không mà. Tuổi tròn đôi ta xinh thắm như mơ, biết bao trai lạc ngẩn ngơ. Thành đô phồn hoa ngọc ngà kiêu sa, vẫn không siêu lòng em gái quê chưa chồng. Gái quê, không trang sức lúa là, son phấn đậm đà nhưng thật thà thì chú. Gái quê, ai ơi chớ chê cười, về quê mới hiểu tấm lòng người quê.
lúa là son phấn đậm đà nhưng thật thà thủy chung gái quê. Ai ơi chớ chê người về quê mới hiểu tấm lòng người quê. Gái quê, ai ơi chớ chê người dù quê hay tỉnh vẫn là người Việt Nam. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt, cảm ơn Lâm Ngọc Hàng và cảm ơn anh ba Ngọc Sơn. Kính thưa quý vị khán giả xem đài thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua tất cả là 5 thí sinh với những bài hát rất là hay, những màn song ca mùi mẫn. Đã đến lúc chúng ta phải tìm ra người cao điểm nhất đêm nay, tấm vé thứ 3 bước vào chung kết. Sau đó chúng ta đi tìm tấm vé thứ 4, đó chính là người về nhì cao điểm nhất. Bây giờ sẽ hỏi anh Bành Đình một câu. Cái cảm giác mà có một người hát giống mình rồi mình phải tập cho họ hát giống mình, thì anh cảm giác như thế nào về cái điều đó? Hôm nãy Mạnh Đình cũng đã nói rằng nếu mà Mạnh nói Mạnh Đình để mà đi mà coi như là hát giống ai hát đó, giống một người nào đó, thì chắc Mạnh Đình không hát giống được đâu. Nhưng mà các em đã đến cái mức độ mà đã lọt vào cái vòng này rồi, thì Mạnh Đình phải nói là Mạnh Đình có một lời khen ngợi rất là cao đối với các em. À, xin hỏi cô Giao Linh là cô là một trong những cái giọng hát mà tôi gọi là nữ hoàng sầu muộn. Thì hồi nãy cái thí sinh của cô thì cô nghĩ là đủ sầu đủ muộn chưa cô? Thật lòng mà nói thì Giao Linh chưa bao giờ biết dạy ai để mà hát. Giao Linh nghĩ là cái khả năng của Giao Linh, cái phần mình còn lo chưa xong mà dạy ai. Nhưng mà từ cái ngày có những cái chương trình như thế này thì Giao Linh thấy là Giao Linh cũng chỉ được một phần nào để cho những ca sĩ trẻ hát giống mình để mà trở thành một ca sĩ thực thụ trong tương lai. Quý vị thân mến, bây giờ là lúc chúng ta đi tìm thí sinh mang về nhiều bình chọn nhất trong bán kết 3. Xin mời sự trở lại của 5 thí sinh đêm hôm nay. Đây là thời điểm rất quan trọng và rất hồi hộp. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm điểm số đầu tiên. Điểm số đó thuộc về Yến Chi. Điểm số đầu tiên của Yến Chi, con số đầu tiên ở dãy đầu tiên sẽ là con số 1. Ở dãy thứ hai con số sẽ là 9. Hãy chờ xem con số thứ 3. 19 mấy? 190. Điểm số thứ 2, Lưu Quang Bình, thí sinh của đội Mạnh Đình, 192. Tiếp theo Ngọc Hương của đội Sơn Tuyền, con số đầu tiên sẽ là con số 1, con số thứ hai sẽ là con số 9, và con số thứ 3 vẫn còn là điều bí ẩn, chúng ta hãy chờ đợi. Tiếp theo sẽ là thí sinh quê hương của đội Danh Ca Giao Linh, con số đầu tiên sẽ là con số 1, con số thứ hai 9, và con số thứ 3 vẫn là điều bí ẩn, Lâm Ngọc Khang của đội Ngọc Sơn, người được khán giả vỗ tay rất nhiều. Hãy chờ xem. 1 9 và điều bí ẩn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đến điểm số đầu tiên. Quý vị muốn công bố điểm số của ai trước? Quý vị muốn công bố điểm số của thí sinh Quế Hương? Ba tổ chức luôn chiều lòng khán giả, chúng ta sẽ công bố điểm số của Lâm Ngọc Khang. Trước khi điểm số hiện lên, giờ hãy hát một câu hát. Để như trường hợp xảy ra thì câu đó coi như là mình tặng cho khán giả. Giờ chia tay lần cuối gượng cười. Mà nghe sao? Mà nghe tim đơn đau ra rời. Rồi, chắc chắn về.
gì ở đây vậy? Anh nói vui thôi, anh nói vui thôi. Ai biểu hát bài chia tay chi? Cô số mấy? Năm. 195. Bây giờ chúng ta bắt đầu công bố thí sinh Quế Nương. Trước khi có điểm số, không biết là mình có ở lại không, nhưng cô Nương đến đây là vì đam mê. Thì tại sao mình không tận dụng cơ hội này, hát một vài câu, lỡ mình không vô được thì mình vẫn được hát nữa, hát một bài ở lại được. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoa. Hát hay như vậy làm sao về được? Chúng ta hãy cùng chờ xem. 192. 192. Như vậy bây giờ chỉ còn lại Ngọc Hương và Ngọc Khang. Nếu là số 5 trở lên, không bàn cãi, hãy lựa chọn một bài mà chắc chắn sau khi hát bài đó mình sẽ ở lại. Trời sáng em làm gì? Thôi khỏi 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 hát nữa, làm rẫy là về quê rồi. Người ta cần ở lại đây để tham gia chương trình vòng chung kết mà đòi về làm rẫy. Phải chi hát Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi là ok rồi. Và con số thứ 3 của Ngọc Hương là con số 5 lắm. Nhưng tay của giám khảo là lỗ tai của những người chuyên nghiệp và những người gọi là dày dạn kinh nghiệm, những người là sống vì nghệ thuật, sống vì nhạc chương trình. Khán giả là những người mộ điệu và đam mê, họ chỉ cần thích chọn. Bất ngờ đã xảy ra, Lâm Ngọc Khang là người thứ 3 nhận tấm vé vào chung kết Ca Sĩ Với Mặt mùa thứ 3. Thí sinh về nhì cao điểm nhất đó chính là Khánh My của đội Minh Tuyết. Tấm vé thứ 4 thuộc về Khánh My. Xin chúc mừng tất cả các thí sinh. Kính thưa quý vị thân mến, hãy nhớ rằng chúng ta còn một đêm cuối cùng nữa, đó chính là đêm chung kết của Ca Sĩ Với Mặt mùa thứ 3. Hãy chờ xem ai sẽ là quán quân của Ca Sĩ Với Mặt mùa thứ 3. Xin chào, hẹn gặp lại.